Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một đôi loa hàng nội địa Nhật có model là Libanien. Thì đây là một cái thương hiệu ở trong thị trường Nhật thôi. Thì ta có thể tra thì nó sẽ nằm ở trong cái bộ dàn là Libin LS555 nha anh em. Đây, truy cập vào thì ta sẽ thấy những cái thông tin về cái bộ dàn này. Thì anh em có thể tra thêm, và cấu tạo nó sẽ gồm là một lo toàn giải bát 10 cm và một cái lo siêu chép như này. Về cái chiều ngang của đôi lo thì nó sẽ có chiều ngang là 180 mm và chiều cao khá là cao nha anh em, 370 mm nha. Chiều sâu của đôi lo này là 145 mm. Rồi bây giờ em sẽ thử một đoạn âm thanh để anh em có thể thưởng thức về cái chất âm của đôi loa nội địa Nhật này nha. Tiếng chép của nó khá là sáng tiếng nha nè. Về thức đôi loa này thì còn tương đối nha nè. Đây cái thương hiệu nội địa Nhật nha. Tương đối khá là cao nha. Cái vết sức nhẹ nha. Đây là chiếc loa còn lại nha. Thì với cái đôi loa này thì nó sẽ có trợ kháng là 4 ohm nha. Góc cạnh thì còn tương đối hết nha. Và với cái đôi loa này thì anh em có thể tùy biến lắp ráp trong cái bộ dàn của mình, cũng như là làm loa surround, loa trả lời vân vân. Và với cái đôi loa nội địa Nhật thì em sẽ bán với giá là 320.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển như này. Thì xin cảm ơn em đã bỏ thời gian theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất từ kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.